Các bạn thân mến, là một loại quả vô cùng thân thuộc của làng quê Việt Nam, quả khế luôn là thức quà quê mà chúng ta mong chờ vào mỗi độ cuối thu. Trong khế có chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là lượng axit tự nhiên giúp làm sạch da đầu, kháng khuẩn, tiêu viêm, ngăn ngừa các bệnh về da đầu và trị gầu rất hiệu quả. Chính vì những lợi ích này mà khế nhanh chóng được mọi người áp dụng rộng rãi trong việc kích thích tóc mọc nhanh chóng, khỏe mạnh, ngăn ngừa tóc bạc sớm. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cụ thể hóa về tuyệt chiêu điều trị tóc bạc sớm từ quả khế. Mời quý khán giả cùng đón xem. Điều trị tóc bạc sớm từ quả khế. Cách thứ nhất, gội đầu bằng khế chua, mật ong và nước dừa. Đây là công thức chữa tóc bạc sớm, chữa rụng tóc tốt nhất từ quả khế chua, đem lại tác dụng bất ngờ chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên liệu bao gồm từ 2 đến 3 quả khế chua chín, 200ml nước dừa tươi, 1 đến 2 thìa mật ong nguyên chất và 1 nắm lá khế. Cách làm như sau: rửa sạch khế và lá khế, đem xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt rồi bỏ bã. Sau đó tiến hành trộn đều nước khế với nước dừa và mật ong rồi khuấy đều. Bạn gội sạch đầu với nước ấm như bình thường. Sau khi da đầu và tóc đã sạch sẽ, bạn sử dụng hỗn hợp khế chua, nước dừa, mật ong thoa đều lên tóc, từ chân tóc đến ngọn tóc, sao cho mái tóc được thấm ướt hỗn hợp. Tiến hành mát xa tóc nhẹ nhàng trong 5 phút. Sau đó, lấy một chiếc khăn sạch to, ủ kín tóc trong vòng 15 phút, giúp cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp được ngấm sâu dần vào các nang tóc để có thể phát huy hiệu quả chăm sóc tóc một cách triệt để nhất. Tiến hành gội lại bằng nước sạch, lau tóc bằng khăn mềm rồi để cho tóc khô tự nhiên. Bạn nên ủ tóc bằng hỗn hợp này 2 đến 3 lần trên một tuần và kiên trì trong vài tháng để có thể đem lại hiệu quả như mong muốn. Nếu bạn không muốn dùng thêm mật ong hay nước dừa thì cũng có thể dùng ngay nước ép khế chua để ủ tóc. Cách thứ hai, uống nước khế chua ngâm mật ong. Cách làm nước ép khế chua ngâm mật ong cũng tương tự như trên. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị bao gồm 200g khế chua chín, 200ml nước dừa tươi, 1 đến 2 thìa mật ong nguyên chất và 100ml nước lọc. Cách thực hiện như sau. Bạn rửa sạch khế, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, cắt thành các miếng nhỏ, sau đó cho khế và nước lọc vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn, lọc lấy nước, bỏ bã. Cho nước cốt khế vào cốc, thêm nước dừa và mật ong để khuấy đều. Mỗi ngày bạn uống 2 lần, sau khoảng 2 tuần sẽ có kết quả khi mái tóc của bạn đen nhánh trở lại, không còn khô tóc, rụng tóc và bạc trắng như trước. Cách thứ 3, gội đầu bằng lá khế chua. Bạn có thể dùng khế chua hoặc lá khế chua, rửa sạch, đun lấy nước, kết hợp thêm một ít muối hạt để gội đầu. Cách gội đầu bằng lá khế tự nhiên giống như dùng bồ kết cũng sẽ đem lại tác dụng rất tốt, kích thích tóc mọc nhanh, giúp mái tóc đen trở lại, luôn chắc khỏe và xuân mượt. Cách thứ 4, chữa tóc bạc sớm bằng khế chua và dầu dừa. Tinh dầu dừa được coi là thần dược trong việc chăm sóc tóc, dưỡng da nhờ vào khả năng giữ ẩm rất hiệu quả và các axit béo giúp ngăn ngừa tổn thương, kích thích độ dày sợi tóc. Vì thế, bạn có thể dùng khế chua kết hợp với dầu dừa sẽ là một cách trị tóc bạc sớm tại nhà, trị rụng tóc, đem đến hiệu quả bất ngờ cho mái tóc, giúp bạn có một mái tóc khỏe đẹp. Nguyên liệu bao gồm từ 2 đến 3 quả khế chua và dầu dừa nguyên chất. Cách thực hiện như sau. Ép khế chua lấy nước, hòa chung với 2 thìa dầu dừa nguyên chất. Cho thêm khoảng 3 muỗng cà phê tinh dầu dừa và trộn đều. Bạn tiến hành gội đầu sạch để tóc còn hơi ẩm. Sau đó nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp trên lên da đầu và mái tóc. Mát xa nhẹ nhàng trong vòng từ 1 đến 3 phút. Sau đó bạn dùng khăn quấn hoặc mũ ủ tóc chuyên dụng, ủ tóc với hỗn hợp trên trong khoảng thời gian 20 phút, rồi tiến hành gội đầu lại bằng nước sạch, có thể gội lại bằng dầu xả để tóc mềm mượt hơn. Hãy kiên trì thực hiện phương pháp ủ tóc bằng khế chua, dầu dừa từ 2 đến 3 lần trên một tuần để có được một mái tóc mềm mượt óng ả. Cách thứ 5, ủ tóc bằng khế chua và muối. Phương pháp dùng khế chua với muối ăn để trị tóc bạc sớm, rụng tóc vừa hiệu quả mà còn tiện lợi, đơn giản, bạn có thể áp dụng tại nhà bất cứ lúc nào. Nguyên liệu bao gồm 2 đến 3 quả khế chua và muối trắng nguyên chất. Cách làm như sau. Khế chua rửa sạch,
ép lấy nước cốt bỏ bã, hòa tan một lượng muối vào cùng nước cốt khế. Sau khi bạn gội đầu thật sạch, đợi cho tóc khô, bạn dùng nước cốt khế và muối thoa đều lên tóc. Dùng khăn bông hoặc mũ ủ tóc chuyên dụng để ủ trong khoảng 30 phút để giúp cho các dưỡng chất thẩm thấu đều vào các nang tóc. Sau đó bạn gội sạch đầu lại bằng nước lạnh. Thực hiện đều đặn khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần thì tình trạng tóc bạc sớm, rụng tóc sẽ được cải thiện và mái tóc của bạn sẽ giảm bớt tình trạng rụng, trở nên chắc khỏe, mềm mượt hơn. Cách thứ 6, ủ tóc bằng khế chua và trà đen. Cách kết hợp khế chua và nước trà đen cũng là một phương pháp an toàn mà hiệu quả nhanh chóng. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị bao gồm từ 3 đến 5 quả khế chua và trà đen. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn tiến hành pha trà đen đặc và lấy nước để nguội. Khế chua rửa sạch, cắt miếng cho vào máy xay nhuyễn, lọc bỏ bã lấy nước. Sau đó, bạn trộn đều hai hỗn hợp nước khế chua và nước trà đen lại với nhau. Gội và làm sạch tóc bằng nước ấm, sau đó thoa đều hỗn hợp trên lên tóc. Sử dụng tay để massage khoảng 15 phút, sau đó dùng khăn ủ thêm 20 đến 30 phút. Cuối cùng, bạn tiến hành gội lại bằng nước sạch và để tóc khô tự nhiên. Nên thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần trên một tuần và trong vòng 1 đến 2 tháng để có được hiệu quả tốt nhất. Với hình dạng đặc biệt cùng vị chua ngọt đặc trưng, quả khế là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng không có nhược điểm. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng Sống An Lạc tìm hiểu thành phần dinh dưỡng, những lợi ích cũng như một số tác hại của khế mà có thể chúng ta chưa biết hết. Thành phần dinh dưỡng có trong quả khế. Khế rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ và vitamin. Một quả khế có kích thước trung bình nặng khoảng 91g, có chứa tới 3g chất xơ, 1g protein và nhiều vitamin khoáng chất khác. Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất nhưng trái khế lại chỉ chứa 6g carbon hydrate và 28 calo. Quả khế còn rất giàu các vitamin như vitamin A, E, K. Một trái khế sẽ giúp bạn bổ sung cho cơ thể các thành phần dinh dưỡng sau đây: 52% nhu cầu vitamin C, 6% đồng, 4% vitamin B5, 3% folate, 3% kali, 2% magie. Quả khế cũng rất giàu các hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe như quercetin, gallic acid và apicatin. Các hợp chất này có tính chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Quả khế có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và được khoa học chứng minh như sau. Thứ nhất, quả khế giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Trong quả khế rất giàu kali, khoáng chất này đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp cho cơ thể. Việc sử dụng khế vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp bổ sung một lượng kali cần thiết, ngăn ngừa các bệnh tim mạch hiệu quả. Thứ hai, quả khế ngăn ngừa ung thư. Quả khế còn cung cấp các chất chống oxy hóa, không chỉ giúp tiêu diệt các gốc tự do mà còn cản trở sự phát triển của các tế bào ung thư. Khả năng phòng ngừa ung thư của quả khế đang được các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn. Thứ ba, quả khế có khả năng kháng khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch. Một nghiên cứu cho thấy quả khế có đặc tính kháng khuẩn, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm khuẩn do các loại vi khuẩn gây ra. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu còn cho thấy những trái khế cũng giúp loại bỏ các yếu tố gây ung thư ruột. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn. Việc bổ sung các chất chống oxy hóa rất cần thiết để giúp tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Quả khế là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp chống oxy hóa. Nhờ đó sẽ cải thiện hệ miễn dịch, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa ảnh hưởng của vi khuẩn, virus, các gốc tự do, độc tố và tế bào ung thư. Thứ tư, quả khế có đặc tính kháng viêm, giúp giảm đau. Chỉ cần ăn một quả khế, bạn đã có thể bổ sung rất nhiều dưỡng chất kháng viêm quan trọng với cơ thể, bao gồm saponin, flavonoid và vitamin C. Các chứng viêm cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh gây ra các bệnh mãn tính do viêm, ví dụ như tim mạch, hô hấp, dạ dày. Những chứng đau mãn tính như đau đầu, đau nửa đầu hoặc đau lưng khiến cho bạn rất khó chịu. Quả khế có chứa magie có thể giúp giảm đau hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích các chế độ ăn giàu magie không chỉ giúp giảm đau đầu, đau nửa đầu, đau lưng mà còn giúp giảm đau khớp và chuột rút.
nếu như bạn đang gặp tình trạng đau nặng, bạn không nên tự ý dùng thuốc hoặc thảo dược mà cần phải đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Thứ năm, quả khế giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ như quả khế để có thể hỗ trợ tiêu hóa. Trứng khó tiêu là một vấn đề sức khỏe phổ biến có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể. Chất xơ được sử dụng để điều trị nhiều bệnh đường tiêu hóa như bệnh nhu động ruột bất thường. Chất xơ cũng giúp hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột già, từ đó ngăn ngừa các bệnh đường ruột do nhiễm khuẩn. Và quả khế chính là một nguồn giúp bạn cung cấp rất nhiều chất xơ, từ đó ngăn ngừa khó tiêu hiệu quả và hỗ trợ các chức năng tiêu hóa. Mặt khác, trong quả khế còn chứa nhiều loại dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng chỉ chứa rất ít lượng calo. Vì vậy, khế cũng là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho những người muốn giảm cân. Cả khế ngọt và khế chua đều chứa nhiều chất xơ và nước nên có thể khiến bạn no lâu hơn. Trái khế cũng chứa một số chất giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn có thể sử dụng quả khế làm thực phẩm hỗ trợ giảm cân vì trong 100g khế chỉ chứa 31 calo. Thứ 6. Quả khế tốt cho thị lực. Việc ăn quả khế giúp bạn bổ sung vitamin A cho cơ thể, giúp hỗ trợ thị lực của mắt. Trái khế còn giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Thứ 7. Quả khế là nguồn bổ sung protein dồi dào. Cũng giống như thịt, trứng và cá, quả khế chứa nhiều protein nên giàu dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe. Việc bổ sung protein còn giúp cân bằng nội tiết và giúp cho hệ thần kinh được hoạt động tốt hơn. Khế giúp bạn duy trì sinh lực cho cơ thể. Thứ 8. Quả khế có thể giúp trị ho. Các vitamin và khoáng chất có trong quả khế có công dụng trị ho hiệu quả và giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích dùng khế khi bị cảm cúm, trừ các trường hợp sốt cao. Không chỉ có công dụng hỗ trợ chữa ho, quả khế còn giúp bạn lợi tiểu. Thứ 9. Quả khế giúp kiểm soát đường huyết. Trong quả khế có chứa rất ít đường và nhiều chất xơ, vì vậy chúng có khả năng kiểm soát đường huyết. Quả khế là một sự lựa chọn an toàn và lành mạnh cho những người bị bệnh tiểu đường. Những bệnh nhân tiểu đường có rất ít lựa chọn các loại trái cây bởi vì họ phải hạn chế dung nạp đường. Mặc dù quả khế tương đối an toàn cho người tiểu đường, nhưng bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị có thể ăn khế hàng ngày hay không, ăn vào thời điểm nào và ăn bao nhiêu là phù hợp. Thứ 10. Quả khế tốt cho làn da. Quả khế chứa nhiều dưỡng chất giúp điều trị các bệnh về da như nám da, chàm. Ngoài ra, trong trái khế cũng có những chất để giúp trị trứng cá và làm mờ vết sẹo, giúp cho bạn có được một làn da khỏe mạnh hơn. Khế còn chứa nhiều vitamin thấm sâu vào da giúp làm chậm quá trình lão hóa, hàn gắn các tế bào da và các mô bị tổn thương, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn giúp cho da mịn màng hơn. Tác hại của quả khế bạn cần lưu ý. Quả khế là một thực phẩm có hương vị hấp dẫn và đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quả khế cũng có thể gây ảnh hưởng như ngộ độc, dị ứng, tương tác thuốc. Những người bị bệnh thận và những người đang dùng thuốc cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn khế. Trái khế có chứa hàm lượng oxalate cao có thể gây sỏi thận. Người mắc bệnh thận khi ăn quả khế có thể dễ bị ngộ độc khế với các triệu chứng bao gồm nhầm lẫn, co giật, thậm chí là tử vong. Một số nghiên cứu còn cho thấy chất neurotoxin có trong quả khế có thể gây ảnh hưởng tới não và gây các rối loạn thần kinh. Ở những người khỏe mạnh, thận hoạt động tốt thì có thể đào thải chất neurotoxin này ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, đối với những người bị bệnh thận sẽ không có khả năng này. Và hệ quả là sau khi ăn khế, độc tố này sẽ tồn tại trong cơ thể người bị bệnh thận và gây ngộ độc với các triệu chứng nghiêm trọng. Những người đang dùng thuốc cần phải lưu ý khi ăn khế để tránh gây tương tác với thuốc. Cũng giống như một số loại nước trái cây, quả khế có thể gây ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc bạn đang dùng. Cách ăn quả khế tốt cho sức khỏe. Quả khế có nhiều loại khác nhau ở hương vị. Các loại khế có vị ngọt, có loại có vị chua. Và tùy từng bài thuốc trị bệnh, món ăn bạn có thể dùng khế xanh hoặc khế chín để tạo nên những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Bạn cũng cần chế biến trái khế đúng cách
và sau đây là một số cách chế biến khế đơn giản và tốt cho sức khỏe. Xử lý trước khi ăn quả khế tươi. Đầu tiên, bạn cần lựa chọn khế phù hợp với bài thuốc và món ăn. Đối với khế chua, khế chín thường có màu vàng, rửa sạch quả. Tiếp đến, bạn cắt bỏ rìa từng múi khế vì phần rìa này thường có vị chát có thể ảnh hưởng tới khẩu vị món ăn. Cuối cùng, bạn cắt khế thành những miếng nhỏ, bỏ hạt, chấm kèm khế với muối ớt, muối vừng để tăng hương vị. Những chùm khế chín vàng ươm, trĩu quả luôn là một hình ảnh rất đẹp của miền quê Việt Nam, không chỉ thơm ngon mà còn mang đến rất nhiều tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Và bật mí thêm với các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khế để chế biến nên rất nhiều món ăn hấp dẫn, khoái khẩu nữa đấy. Chúng tôi sẽ chia sẻ trong những chương trình lần sau. Vì thế, hãy đăng ký kênh YouTube của Sống An Lạc và cập nhật kênh hàng ngày để đón nghe những thông tin sức khỏe ý nghĩa nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.